Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức ngày hôm nay, và ngay sau đây sẽ là những bản tin đến từ thành phố Philadelphia. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu phần tin đến từ thành phố Atlanta cho biết rằng cư dân địa phương được mời để nghe Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang. Theo một số cư dân cho biết rằng họ đã được mời đến tòa nhà Quốc hội để nghe Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang vào lúc 9 giờ tối ngày thứ ba, 7 tây tháng 2 năm 2023. Trong số này có những người như là cô Mizzy Colin Lopez ở Westchester, Pennsylvania, cũng có tên trong danh sách khách mời của đệ nhất phu nhân Joe Biden. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết rằng cô Lopez khi mới 3 tuổi được cha mẹ đưa từ Mexico đến Hoa Kỳ. Khi trưởng thành, cô chỉ biết Hoa Kỳ là quê hương. Và là một trong những người được mệnh danh là Dreamer, cô đã được ghi danh và chấp thuận ở lại Hoa Kỳ theo lộ luật DACA ban hành vào năm 2015. Cô đã tốt nghiệp hạng tối ưu văn bằng cử nhân nghệ thuật về khoa học chính trị của trường đại học Westchester ở tiểu bang Pennsylvania. Là người ủng hộ cải cách nhập cư toàn diện năm 2021, cô Colin Lopez đã gặp tổng thống để nói lên cảm nhận của bản thân với tư cách cũng là người được hưởng lợi ích của đạo luật DACA. Trong khi đó thì nữ nghị sĩ Susan Wells thuộc bầu khu bầu cử Lehigh Valley mời vợ của ông Marvin Gruber là bà Natalie và con trai là Nick đến tham dự ngày đọc thông điệp liên bang. Ông Marvin Gruber, 59 tuổi, đã tử vong trong lúc cùng với đội cứu hỏa New Tripoli tham gia dập tắt vụ hỏa hoạn ở mức báo động cấp 3 tại quận Schuylkill trong ngày 7 tây tháng 12 của năm 2022. Và ông cũng là phụ tá văn phòng an toàn công cộng của trường đại học cộng đồng Northampton hơn 20 năm. Ngoài ra, nghệ sĩ Brandon Boyd của quận Montgomery cũng chọn tài xế Service Safestar, đến là anh Chris DeShield, làm khách mời của ông. Tiếp nối bản tin cho biết rằng ngăn chặn người đàn ông mang súng đạn lên máy bay tại Philadelphia. Theo các nhân viên đặc vụ thuộc văn phòng điều hành an ninh vận tải cho biết rằng họ đã ngăn chặn một người đàn ông mang súng có nạp đạn kèm theo hạt chục viên đạn khác lên chuyến bay tại phi trường quốc tế Philadelphia vào cuối tuần vừa qua. Nghi can này đến từ Delaware và nói với các nhà chức trách rằng anh ta không nhớ là đã mang súng có đạn ở bên người. Nhà chức trách đã phát giác ra khẩu súng khi người này bước vào cửa an ninh. Nhân viên chụp X-quang được lưu ý phải thận trọng kiểm tra các hành lý, xách tay, và thế là họ đã tìm thấy một khẩu súng cỡ nòng 9mm, trong đó có sẵn 17 viên đạn và đặc biệt là đã có một viên sẵn sàng để bắn. Ngoài ra còn có 17 viên đạn khác được bỏ vào túi xách bên cạnh khẩu súng. Cảnh sát phi trường đã tịch thu khẩu súng, chủ nhân phải ra tòa và phải đóng tiền vì đã vi phạm án dân sự. Nhà chức trách nói rằng hành khách chỉ được phép mang theo súng trong hành lý ký gửi. Súng phải được tháo gỡ từng phần, bỏ trong hộp cứng có khóa, phải mang chìa khóa này đến quầy làm thủ tục của hãng hàng không để ghi trong tờ khai. Thông tin liên quan tới việc di chuyển và mang theo súng hợp pháp được đăng trên trang web của văn phòng điều hành an ninh vận tải. Sang qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng một cô bé 13 tuổi không may bị trúng đạn lạc tại vùng Tây Nam của Philadelphia. Thưa quý vị, vào khoảng 1 giờ sáng của ngày thứ ba, 7 tháng 2, một viên đạn lạc đã bay vào phòng khách của một căn nhà trong khu chung cư 2600 phía nam đường số 65, khiến cho cô bé 13 tuổi đang đứng gần cửa sổ đã bị thương. Theo đài truyền hình địa phương cho biết rằng họ đã có mặt tại hiện trường và ghi lại hình ảnh cho thấy cảnh sát kiểm tra những lỗ đạn trên cửa sổ phòng khách và vỏ đạn rơi trên đường. Chánh thanh tra Scott Moore cho biết rằng có hơn 10 viên đạn xuyên qua cửa sổ phòng khách khiến cô bé 13 tuổi bị thương ở vai. Trong nhà có gần 10 người, bao gồm trẻ em và cả người lớn. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện điều trị và tình trạng sức khỏe hiện nay đã ổn định. Cô bé này được xem là người thứ 15 trong lứa tuổi thiếu niên bị trúng đạn trong năm nay. Nhà chức trách tin rằng một thanh niên khoảng 20 tuổi bị truy sát đã chạy vào nhà người quen ở gần đó. Và các nhân chứng cũng cho biết rằng một chiếc xe hơi 4 cửa màu tối đã ngừng tại ngã tư. Sau đó có hai người đàn ông bước ra ngoài, bắt đầu nổ súng. Thanh niên 20 tuổi nói trên hiện nay đang bị cảnh sát thẩm vấn và các nhà điều tra đang xem xét các camera giám sát an ninh trong khu vực để biết thêm những điều có liên quan tới vụ nổ súng truy sát người nói trên. Sang qua bản tin cho biết rằng tấm hình của Jalen Hurts đã bị mất trong lễ hội từ thiện ALS ở Philadelphia.
Thưa quý vị, lễ hội từ thiện ALS tổ chức trong phòng riêng tại khu nhà Xfinity Live ở Philadelphia cuối tuần vừa qua đã bị gián đoạn vì tấm hình Jalen Hurts được đóng khung và có chữ ký dành cho giải thưởng lớn nhất đã bị đánh cắp. Theo ông Laurie Kaplan, là tình nguyện viên trong sự kiện nói trên cho biết rằng, tấm hình này trị giá khoảng 500 Mỹ Kim đã được tặng cho ban tổ chức, giúp thu về hàng ngàn Mỹ Kim cho các tổ chức ALS khác nhau. Philadelphia là nơi quyên góp được hơn 10.000 Mỹ Kim, con số này nhiều nhất trong các cuộc quyên góp cho căn bệnh ALS tại Hoa Kỳ. Nhân viên an ninh nhìn thấy một cô gái rời khỏi phòng tổ chức và đã mang theo tấm hình, bước lên một chiếc xe Uber hoặc là Lyft và đi mất. Điều này không chỉ khiến cho lễ hội phải gián đoạn mà còn mang lại nhiều đau đớn cho những người bị căn bệnh ALS này. Đây là căn bệnh còn có tên gọi là Lou Gehrig, phá hủy tế bào thần kinh trong não và cột sống, và đặc biệt là căn bệnh này không có thuốc chữa. Số tiền quyên góp được tặng cho quỹ ALS Heart Foundation thuộc bệnh viện Temple Hope Loves Company và Tim Gleason. Hope Loves Company là một tổ chức hỗ trợ miễn phí cho các trẻ em có cha mẹ là những người bị nhiễm bệnh ALS. Trong khi nhóm Tim Gleason do cựu cầu thủ Steven Gleason thành lập vì anh ta cũng là người bị nhiễm căn bệnh ALS. Tiếp theo bản tin có liên quan tới giải trí cho biết rằng quán Big Charlie Saloon không mở cửa trong ngày Super Bowl. Thưa quý vị, trong khi tất cả những nhà hàng và quán rượu tại Philadelphia nói riêng cũng như là tiểu bang Pennsylvania nói chung đang chuẩn bị chào đón thực khách trong ngày Super Bowl, chỉ riêng quán có tên là Big Charlie Saloon ở trong khu nhà số 1900 thuộc phía nam của Philadelphia, đường số 11 thông báo rằng họ sẽ không mở cửa. Theo thông báo của quán trên trang Reader cho biết rằng, họ lấy làm tiếc vì không thể mở cửa đón tất cả mọi người muốn xem trận thi đấu Super Bowl năm nay. Mới vài ngày trước đây khi đài truyền hình địa phương ghé vào quán này, họ vẫn còn thấy chủ quán và các nhân viên đang chuẩn bị cho ngày Super Bowl. Tuy nhiên, quán có những thực khách đối lập về xu hướng ủng hộ các đội thi đấu. Nhiều người thì ủng hộ đội Chiefs, nhiều người thì lại ủng hộ đội Eagles và lại cũng có những người ủng hộ cả hai bên. Riêng chủ quán một lòng hâm mộ đội Chiefs kể từ năm 1970 khi cha của anh đánh cá rằng đội Chiefs sẽ giành chiến thắng. Và quả nhiên năm đó, đội Chiefs đã giành được chiếc cúp Super Bowl.